Cũng theo lời yêu cầu của toàn thể tất cả mấy vị cũng như các anh em nhạc sĩ ở đây, cũng như bà con ở đây, thì Quốc Đạt cũng xin trân trọng kính mời những ngón đàn vàng của Hữu Hạnh. Giờ Hữu Hạnh hát quý vị ơi, có thể nào bà con của mình cũng như tất cả mấy vị anh em trong nghề nghiệp ở đây có thể lì xì cho dù nhạc sĩ dù nghệ sĩ Hữu Hạnh một tràng vỗ tay được quý vị. Xin mời ngón đàn vàng của nhạc sĩ Hữu Hạnh. Xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi được đến đây để cùng chung vui chia buồn với gia đình của Đạt. Tôi thì cũng đã biết Đạt rất cũng lâu, mà nếu biết được Đạt thì cũng qua sự hướng dẫn của dân tình. Cho nên tôi hết mình mới tới. Kính thưa quý vị, mình đem tiếng hát để xóa tan đi nỗi buồn. Thì hồi nãy tôi thì ca không à quý vị? Ý quên nữa tôi đờn không à? Mà tự nhiên nay nghe Bình với lại anh sớm anh đờn, tôi hứng quá là tôi xin quý vị, xin phép quý vị cho tôi hát một bài. Hầu như là tôi đi đâu ai cũng nói tôi đẹp trai đâu á, mà tôi nhìn thấy tôi không đẹp tại vì lúc nào tôi cũng thấy tôi đen thui à. Tôi nói láo cho đuôi mắt tôi liền. Thôi bây giờ xin xin hát ba câu tân cổ rồi đừng giấy kép cho anh Bình ơi. Hát cái bản này theo tôi nghĩ là phải có sự phù hợp của em Ngọc Kiều Anh đi. Mình hát báo giọng sân chùa đi cưng. Đi. Trời ơi Kiều Anh là đẹp nhất của lòng tôi đó. Quanh ơi hát điểm điểm với anh em ơi. Anh ơi, em tiêu rồi. Nhưng mà anh biết không, em bị chết một tuần nay rồi. Bị chết lắm. Cho dù em có tiêu đi nhưng em cũng ráng hát với anh một bài. Nói chung là anh Hạnh á, là anh em với nhau là trong nghề. Anh Hạnh có một cái ngón đờn rất là điêu luyện, mà mọi người cứ đánh lên trên YouTube là anh nghệ sĩ Hữu Hạnh thì mọi người sẽ thấy là cái ngón đàn của anh rất là khủng khiếp. Dạ thôi hát đi. Dạ thôi hát đi em. Dạ. Nói không phải nói nổ chứ quý vị thấy Phượng Hằng ca tôi đơn là quý vị sẽ thấy Ngọc Kiều Anh. Tại vì đi show lúc nào cũng chị Hằng phải có em chứ. Rồi bây giờ mình cùng với nhau máu nhậm sân chùa. Dạ. Ngọc Kiều Anh trong vai cái gì Nga quên rồi trời. Bạch Thiên Nga nam nghệ sĩ nhạc sĩ trọng đuôi trong vai gì quên mẹ nữa rồi. Rồi. Rồi Trần Thiện Tâm. Rồi vô kém cho mình. Nãy giờ muốn 80 ly rồi anh chưa. Trời ơi nghe chưa. Máu nhìn thiên chùa hơi lộn. Ấy hát lộn rồi dai à. Ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi đạp xương hà gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện đau thương, chuyện thơ ban đầu. Hôm qua tôi có về ngã nơi hòa hẹn thì tôi mới hay tin rằng người cô gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn một mùa thu về trong giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Một cuộc sống bên đường cô độc mang loài tâm tư buồn lạc lòng giữa đêm khuya. Bà ơi phút giây nào bà còn chẳng nhớ thương, bà hãy quay lại nơi dùng kỷ niệm. Bà hãy quay lại với dùng kỷ niệm.
cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Trời ơi, cái khúc cơ ông yêu tôi đến như vậy sao? Còn tôi với cuộc đời không định hướng.